kết từ những ngày đầu tiên. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng. Chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ và không ngừng phát triển, tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Ống kém núng nóng Hoa Sen, tiêu chuẩn Mỹ. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại bền trong. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống nhựa trực tuyến. Ống nhựa Hoa Sen, công nghệ châu Âu. Ống kém núng nóng Hoa Sen, tiêu chuẩn Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả đến với bản tin nhật ký giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018. Sau rất nhiều ngày chờ đợi thì vào sáng ngày hôm nay, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 đã chính thức được khởi tranh. Ở chặng đua đầu tiên này diễn ra ở vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội với tổng quãng đường là 51 km. Tại chặng đua đầu tiên thì các tay đua đều cố gắng giành được những kết quả tốt nhất nhằm có được sự khởi đầu thuận lợi ở giải đua năm nay. Sáng nay, Ban tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 đã thành kính dâng hương lên tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Trong không khí cả nước chào mừng đại lễ mùng 2 tháng 9, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen vinh dự và tự hào khi thi đấu chặng khai màn tại bờ hồ Hoàn Kiếm đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau 2 năm diễn ra thành công, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen đã khẳng định được uy tín của mình trong hệ thống các giải đua xe đạp của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để các vận động viên xe đạp ở Việt Nam được giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và vươn tầm quốc tế. Sang tuổi thứ 3, giải đua đã bước lên một tầm cao mới, quy mô và đẳng cấp hơn. Năm nay, giải thu hút 117 tay đua đến từ 6 đội đua quốc tế và 6 đội trong nước, tranh tài trên 1.800 km với 14 chặng dọc theo chiều dài đất nước. Tại lễ khai mạc, ông Trần Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền Việt Nam đã trao cờ điều hành cho nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban tổ chức giải, trước khi lá cờ điều hành được trao tới ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Mô tô xe đạp Việt Nam. Ngay sau buổi lễ khai mạc, các cua rơ đã bước vào chặng đầu tiên với lộ trình 30 vòng đua, chiều dài 51 km. Việc các cua rơ nước ngoài tấn công liên tục khiến đoàn đua luôn duy trì ở tốc độ cao, có lúc lên tới 50,6 km/h. Và ở vòng cuối cùng, với cú nước rút thần tốc, tay đua David Varner của đội Global Cycling đã cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 4 phút 4 giây. Vị trí thứ hai thuộc về cua rơ Nguyễn Thành Tâm của đội tập đoàn Lộc Trời. Tay đua Im Jang Jeon của đội Korai về vị trí thứ 3. Với kết quả này, David Varner đã xuất sắc mặc áo vàng sau chặng 1. Danh hiệu áo xanh thuộc về tay đua Im Jang Jeon. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm nay có vinh dự được khai mạc trong ngày kỷ niệm 73 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và trong một ngày ý nghĩa như thế này thì vòng quay của giải xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen đã bắt đầu lăn bánh trong sự hưởng ứng và chào đón của người hâm mộ thể thao trên cả nước. Sở
sáng ngày 2 tháng 9 như một phép nhiệm màu. Sau rất nhiều ngày mưa dông ảm đạm, bầu trời Hà Nội bỗng chuyển mình. Ánh sáng của một ngày mới đủ để mọi người cùng nhận ra vẻ háo hức, nụ cười rạng ngời trên từng gương mặt. Ngày Tết độc lập của dân tộc cũng là ngày mà giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen đánh dấu năm thứ 3 trên chặng đường đồng hành cùng các vận động viên xe đạp nước nhà. Cảm thấy thật xúc động khi chúng tôi chứng kiến đứng ngay bờ hồ Hoàn Kiếm có rất nhiều người dân đến để thưởng lãm cuộc đua xe đạp tranh cúp VTV. Có thể nói các fan hâm mộ xe đạp cũng như khán giả của truyền hình Việt Nam và ngay bản thân tôi được chứng kiến một cuộc đua có thể nói hay nhất từ trước đến nay tại vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội sang thu đẹp đến nao lòng, những góc phố con đường tưởng như rất bình dị ấy nhưng lại là quá đủ để có thể làm tan chảy những nỗi nhớ, đủ để những chàng trai đầy nhiệt huyết, những cô gái trẻ đến từ mọi miền tổ quốc có thể thỏa lòng mình sau bao ngày chờ đợi, vất vả khổ luyện trước khi cùng nhau tranh tài trên một hành trình xuôi Việt Nam. Tuổi thứ 3 của giải đấu chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn. Tất cả đã tạo ra một bức tranh đa dạng, đầy sắc màu và những xúc cảm đó đã trở thành nguồn đề tài như vô tận cho những ai yêu nghệ thuật. Bây giờ đất nước mình phát triển lên ấy, thì hội nhập với quốc tế ấy, bây giờ có những cái cuộc đua xe quốc tế như này ấy, chúng tôi cảm thấy là rất phấn khởi. Và chúng tôi rất muốn là chụp được những cái bức ảnh rất đẹp để làm đẹp lên cái cuộc sống của người Hà Nội. Chặng thi đấu đầu tiên có thể nói rằng các tay đua đã nhận được sự cổ vũ vô cùng ấn tượng từ khán giả, sự yêu đãi của thiên nhiên đất trời và như những gì chúng ta vẫn thường mong mỏi, tất thảy những điều đẹp đẽ thuận lợi trong ngày khai cuộc sẽ là một niềm tin thôi thúc ý chí vươn lên cho các vận động viên. Dẫu phía trước sẽ là một hành trình cam go và nhiều thử thách. Trong những lần tổ chức trước đây thì giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen luôn nhận được sự chào đón và hưởng ứng từ những người dân địa phương nơi đoàn đua đi qua. Đây chính là một trong những yếu tố để tạo nên thành công cũng như thương hiệu cho giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen. Và không khí trong ngày khai mạc năm nay cũng thực sự rộn ràng với sự chào đón từ người dân thủ đô. Khi buổi sáng ở bờ hồ Hoàn Kiếm còn chưa tỏ, hàng nghìn người dân đã đến với khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để cùng đón đợi lễ khai mạc và chặng đua đầu tiên của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018. Những ánh mắt ngóng chờ, những bồn chồn mong đợi nhanh chóng chuyển thành sự phấn khích và say mê khi chứng kiến các vận động viên đua tranh qua từng vòng đua. Sáng nay thì em được một chị rủ đến, đến từ 6 giờ sáng. Chỉ biết là nói là cảm xúc rất là thích, rất là phấn khởi. Buổi sáng ở bờ hồ Hoàn Kiếm hôm nay, vì thế cũng trở nên đông vui và náo nhiệt tưng bừng theo từng vòng quay của những chiếc xe đạp. Điều đặc biệt là không chỉ người dân Hà Nội hưởng ứng cuộc đua, mà còn rất nhiều người dân ở các tỉnh thành lân cận đã chọn đến bờ hồ Hoàn Kiếm cho kỳ nghỉ lễ của gia đình mình để được hòa mình vào bầu không khí lễ hội mà giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 mang đến. Trước khi mình lên đây thì mình cũng đã biết về cái giải VTV Cup của Tôn Hoa Sen. Thì giải này là cũng là giải diễn ra thường xuyên hàng năm. Đối với khán giả mình thì không chỉ riêng người dân thủ đô mà người dân cả nước, đặc biệt là những người tỉnh khác như chúng mình, thì đây là một cái giải cũng là cái mà để cho những người tham gia cảm thấy là rất là phấn khởi, rất là phấn khích để lên thủ đô. Cháu rất là vui sướng và cảm xúc của cháu rất là vui ạ khi được nhìn thấy các tập thể đi thi. Chặng 1 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 khép lại trong những ánh mắt mê say của người dân tại bờ hồ Hoàn Kiếm. Mọi người muốn được thêm nhiều lần cổ vũ cho các đội đua hơn nữa, thêm nhiều lần được cảm nhận sự ganh đua đến nghẹt thở của các vận động viên khi rút đích hơn nữa. Ngày mai, đoàn đua sẽ bước vào các chặng tiếp theo trong hành trình từ Bắc vào Nam và lời hẹn đón đợi giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen tại bờ hồ vào ngày này năm sau lại là câu chuyện thêm một lần được mọi người nhắc đến. Những nhận định về chuyên môn ở chặng đua đầu tiên hay những dự đoán ở những chặng đua tiếp theo sẽ đến trong phần trao đổi chuyên môn giữa phóng viên của chúng tôi với cua rơ nổi tiếng một thời của xe đạp Việt Nam Mai Công Hiếu.
Xin chào cựu tuyển thủ quốc gia Mai Công Hiếu. Anh đã được chứng kiến những diễn biến đầy hấp dẫn của chặng 1, chặng đấu khai màn của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018. Anh đánh giá như nào về cái chất lượng chuyên môn của cái chặng đua này? Thì trong cuộc đua mở màn sáng nay thì thời tiết rất là thuận lợi cho những vận động viên thi đấu hết mình. Vì xin một lần nữa xin chúc mừng vận động viên David Veyer đã giành chiến thắng ở cái chặng mở màn này, cũng giống như là một cái chặng khởi động cho ngày mai. David Veyer, tay đua mới lần đầu tiên tham dự VTV Cup nhưng cũng đã cho thấy được cái sức mạnh cho những cú nước rút của mình. Và rõ ràng là VTV Cup năm nay thì hội tụ rất là nhiều những cái cua rơ nước rút hàng đầu. Chúng ta có thể kể đến như Paul Morales, Lê Văn Duẩn của Anh Văn Hội Việt Mỹ hay là Nguyễn Thành Tâm. Vậy thì cái cuộc cạnh tranh năm nay sẽ như thế nào anh? Thì trong cái cuộc cạnh tranh hôm nay thì hiểu thấy đó, trình độ của Nguyễn Thành Tâm và David với là Lê Văn Duẩn, Lê Văn Minh thì nó sự cũng xem với nhau thôi. Trận đầu tiên ở bờ hồ này giống như là hiểu cho là một cái trận khởi động. Trận thứ hai thì các huấn luyện viên và các câu lạc bộ sẽ ra một cái chiến thuật hợp lý để mà khi xuất phát và tới khi về đích. Đầu tiên là khi xuất phát là những huấn luyện viên sẽ cho vận động viên mình tấn công và tạo được một cái thời điểm thuận lợi. Huấn luyện viên người ta sẽ có một cái đấu pháp và sẽ đạt được cái vị trí cao nhất ở cái chặng ngày mai. Vậy thì ở chặng đua thứ hai thì anh có đặt cái dự đoán, đặt cái sự kỳ vọng vào cái cua rơ của đội nào không? Đường chặng thứ hai nó rất là quan trọng, cho nên là trong cái cuộc trận thứ hai này thì Hiếu hy vọng là những vận động viên Việt Nam mình như là Lê Văn Duẩn, Nguyễn Thành Tâm, Lê Ngọc Minh, Trịnh Đức Tâm rồi sẽ Nguyễn Tấn Hoài sẽ là giành chiến thắng và đạt cái thành tích tốt ở trận ngày thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng kỳ vọng rằng sẽ có thêm một cái chặng đua cực kỳ hấp dẫn nữa. Chặng đua thứ hai với chiều dài 149 km từ Hà Nội về Thanh Hóa. Và mong rằng là các cua rơ của Việt Nam sẽ có được những cái ưu thế lớn trong cuộc cạnh tranh áo xanh và áo vàng tại giải đua năm nay. Xin được cảm ơn anh Mai Công Hiếu. Trạng 1 của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 đã khép lại và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng thành tích của các vận động viên và các đội đua sau vòng đấu đầu tiên này. Dẫn đầu sau trạng 1 của giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 đang là tay đua David Vanhoof của đội Global Cycling Team với thành tích 1 giờ 4 phút 4 giây. David Vanhoof cũng là tay đua giữ áo vàng sau chặng đầu tiên của giải dài 51 km vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Chiếc áo xanh đang tạm thời thuộc về tay đua Hàn Quốc Im Jae-yong của đội Korai Cycling Team, người đã về nhất ở Spring 1 cuối vòng đua thứ 10 và về thứ 3 ở Spring 2. Chặng 2 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 có lộ trình dài 149 km. Các cua rơ sẽ xuất phát từ cột cờ Hà Nội vào sáng ngày 3 tháng 9, đi qua hai tỉnh Hà Nam và Ninh Bình, trước khi kết thúc ở vành đích cổng thành ủy thành phố Thanh Hóa. Chặng đua này sẽ có 3 đoạn rút tính điểm ở km số 50, 83 và 117. Một hành trình mới của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen đã bắt đầu. Những vòng quay sẽ tiếp tục lăn bánh trên các cung đường của đất nước trong vòng 2 tuần tranh tài sắp tới. Bản tin nhật ký giải xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn, sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những tin tức và phóng sự bên lề hấp dẫn nhất. Xin cảm ơn thương hiệu Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thang đi qua Sư Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Mênh mang qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những
anh trai tôi là người đã truyền cảm hứng đưa tôi đến với xe đạp. Các quân viên nói cũng vui, nghề quân viên là nghề ở đợi. Trời nắng thì không sao, chúng ta chỉ có mệt thôi. Nhưng mà khi trời mưa thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến máy móc. Không chỉ là những vòng quay bất tận của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018, mà còn là những câu chuyện bên lề thú vị của các cua rơ, huấn luyện viên và cả những người làm nên sự thành công của giải đấu. Tất cả sẽ có trong 15 phút của chương trình Nhật ký đường đua, phát sóng 16:20 từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh VTV3 và 16:30 ngày thứ bảy chủ nhật trên kênh VTV6. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống nhựa trực tuyến, ống nhựa Hoa Sen công nghệ châu Âu. Gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ và không ngừng phát triển, tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam. Cái vụ nó sao rồi? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Bị chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống nhựa trực tuyến. Ống nhựa Hoa Sen, công nghệ châu Âu. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam. Truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam.